Này ba khế tươi luôn hả em? Dạ đúng rồi, ở đây đẹp thì như là thì có người dân đi bắt về quay đẹp lắm. Dễ thương lắm. Ồ, lát có dân người ta đi bắt. À, không mấy giờ người ta bắt về? Chút xíu đây tới chiều người ta bắt về. Ờ rồi. Nãy giờ ta dừng nhiều lắm. Nãy giờ chăm có chiếc để quay mà mấy đứa nó không quay ở lại. Không, tại hôm nay anh có chưa lịch trình đó. Dạ dạ. Nó để ở lại đi để ngồi cho quay. Ờ quý khán giả thân mến, hôm nay đi về Nam Căn rồi xong rồi nãy mình livestream. Ủa gì vậy? Gì vậy? Đất không đủ chỗ anh. Ngồi dù quá. Ngồi dưới đất luôn hả? Đẩy bà luôn. Mình livestream cái xong cái có anh Châu Sang hả? Anh Châu Sang Ba Khía ở Ngọc Hiển. Anh nhắn tin xong cái chạy xuống tính là ghé chơi thôi, ghé tham quan thôi, ai về ở nhà chuẩn bị nguyên đầy đủ hết luôn. Dễ thương quá nên là tính ngồi ăn nhanh rồi chạy mà thôi, quay clip để dành để rồi ngon quá. Dạ. Cái này mà đưa lên Sài Gòn là dạ. Trong ngày không, nó ok không em? Dạ không anh. Ba kia nó không sống nổi hả? Dạ không. Tức là nó sống nhưng mà cái độ ngon nó không có bà không được ở đây. À à. Nó sẽ ngọt hơn. Ở đây mình chỉ có cua thì nó sống lâu được. Dạ chỉ có mỗi cua là chứ ba kia lên không nổi. Dạ đúng rồi. Đây, đây là cái con chuột. Còn đây là con ba khía à. Sao mình phân biệt con nào chủ không? Anh thấy không? Nó cũng là dòng hỏi với nhau. À, cái, nó cũng cái mặt nó ấy. Nhưng mà nó nhìn nó đẹp hơn. À. Thân hình nó dở, nó dày hơn, thịt nó ngọt. Cái này con chủ này cái thịt nó ngọt giống như con cua mình luôn. Gọi là con chủ ụ hả? Chủ ụ. Chủ ụ. Mà thường thường anh hay đi đâu về đó là cái mặt chủ ụ á. Mà trễ cái là chị chủ ụ với anh liền á. Chủ ụ có thể hiểu là con gì á, bà con biết rồi ha. Tiếng gọi của địa phương. Chủ ụ á. Con chủ là người ta hay so sánh với cái kia đó, cái mấy bà xã đó, bé XL đó. À. Em nói anh đi đâu mà về muộn chứ là gặp có con chủ đó. Có con chủ đó rồi, ok. Nói vậy đó. Rồi cho cái gì. Ôi ơi. Quán chụp hình quán. Lo thấy ăn nó lo mà. Rồi cái này xuồng chìm tại bến luôn rồi. Đây đây lấy cái máy này sáng rồi. Ở đây có ba khía mà có chủ ụ nữa nha. Con chủ ụ. Dòng họ của cua là nhà em bán cua cầu. Rồi, giữ cho nè, để cho giữ nè, từ từ từ. Trời dễ thương quá, giờ thiệt đó người miền Tây. Bởi vì mỗi lần về miền Tây là muốn sống ở đây luôn à. Anh chụp nha. Nhìn em nè anh. Một hai. Cái gì á hả? Rồi giữ yên. Chị. Alo. Chụp cho anh tắm chị. Chị đang nghe điện thoại. Hỏi bảo vệ nhỏ kế toán. Trời ơi thiệt luôn á, lần đầu tiên được ăn ba khía tươi mà ngon vậy luôn nè. Ba khía tươi này rồi ra đây. Ủa sáng đâu rồi sáng? Vô luôn. Đây 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 vô luôn rồi rồi sang đó ông chủ á, trời ơi ông chủ hào sảng ghê luôn. Ok Châu Sang số điện thoại số mấy nè, mốt đem ta biết ta xuống ta đặt nè. Dạ 0916 777 995. 0916 777 995 hả? 0916 777 995. Số của bà Thái thì 0948 777995. Rồi có ba khía với chủ ụ nè, đố phân biệt được nào ba khía nào chủ ụ á. Mấy anh ở Sài Gòn nào phân biệt không, ba nào ba khía chủ không? Trong đó là có hai con. Con này có lông, vậy là con chủ à. Con này ba khía nè. Ba khía. Đúng không? Ba khía cái mặt nó đẹp hơn. Phân biệt cái con ba khía là nó có ba cái lằn gạch này nè. Là người ta mới gọi là con ba khía. Ngày xưa dân là con ba khía. Là nó có ba lằn trên cái mai của nó nè. Còn con chuột ụ này là nó tròn hơn, là nó đỏ hơn. Nó tròn trịa hơn, nó đỏ hơn. Là chuột ụ. Đây mặt đây chuột ụ. Đó, đây là chuột ụ phía trước, còn xíu sau là background chuột ụ nè.
Ok. Kê chủ hữu kìa. Ngẩng mặt lên rồi để anh ta lấy chủ hữu kìa. Mà cái này không có đưa về được ha. Dạ. Cái này mà đưa về tươi sống được ngon quá ha. Được, được chứ anh. Ủa sao giờ nãy bà xã nó không được? Nói chung là đi nó hơi xa thì nó cái tỷ lệ sống nó cao á. Vậy hả? Đi hơi. Còn cái này là món gì? Cái này là lục quá. Lục lục gừng hay gì á. Để xuống để lục. Trời ơi, mấy cái chỗ này nó dễ thương quá đi bà con ơi, nói thiệt luôn á. Đấy, ok rồi. Ở đây là toàn là nói đây toàn là đồ rừng không, tức là đồ này là đồ thiên nhiên không nè. Ủa cái này là gì ta? Ủa sang? Ê, cầm cầm anh cái mic anh để cho nó. Cái này là món chim chép đó nãy. À chim chép. Chim chép đó. Nhưng mà này em vừa rửa sạch á, còn cái này có món tai biển. Ủa nhưng mà cái này là hàng thiên nhiên không luôn hả? Dạ tất cả đều rừng hết anh, rừng với biển không à. Gắn. Em chuyên đồ hải sản của rừng biển không à. Rồi đây có bia bọt vô làm luôn đi được không? Có em kêu rồi. Rồi ok. Ồ, có móng tay to dữ vậy. Có móng tay biển á. Ồ, có nướng mỡ hành không? Có nướng mỡ hành không? Người dân người ta lặn ở ngoài độ sâu, rất là sâu người ta mới bắt về được. À, cái này là đồ mà ở trên dùng nuôi nước ngọt. Ồ, vui vậy ta, đã ha. Ôi hay quá bà con ơi, có một cái điểm rất là ấy nha, điểm của anh Châu Sang ở tại Ngọc Hiển, xã Ngọc Hiển không? Ở đây là xã không? Đây là thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển. À, đây là thị trấn Rạch Gốc. Huyện Rạch Hiển. Huyện Ngọc Hiển. Huyện Ngọc Hiển, thị trấn Rạch Gốc. Dạ dạ, gặp với ủy ban của huyện luôn á. Gần với ủy ban huyện. Đó. Cái này lấy hồi mình vô. Ôi, hấp dẫn chưa? Món này là nói chung là ở Sài Gòn là rất là đặc sản á. Ôi chắc cái này tôi nhập về trên nhà hàng tôi bán quá. Dạ được. Gửi lên được không? Gửi lên dạ được không? Dạ được. Ôi, dễ thương quá. Rồi bên đây nè, có cái con này bự lắm nè, bữa giờ thích lắm nè. Đó đó, cái con đó con mà Sam, con Sam. Con Sam. Đây đây giới thiệu anh, con này con Sam. Còn đây là con nó đây, luôn hả ba? Con này là con cua đá. À, cua đá. Cua đá. Trời, nó bự dữ ta. Ở đây gọi là cua đá mà nhầm ở chỗ dùng kia gọi là con kẹp không? Con gì đó. Con cúm hả? Con cúm gì đó. Ồ, đó. Nó kẹp không? Nó kẹp nhưng mà anh phải nựng nựng như đây mới được. Nhiều khi nó kẹp ra đó. Đây là con sao này, xăm chín à, xăm bung à. Ồ, wow. Đây là xăm bung. Chín đây à. Để ngồi em thử à. Anh ăn con này chưa? Chưa giờ luôn á. Để thử con này một cái thì nhất luôn. Để xíu đây. Còn cái đó là tôm tích. Rồi tôm tích rồi gà. Ồ, tôm tích mà... đó, tôm tích nhất á anh. Ồ, tôm tích là nhất luôn nè, bự lắm nè. Cá bún rồi nè. Rồi cái bên đó là cá bún muống, rồi mực cua, mực cua sống. Ồ, cái con này mới đỉnh nè, cầm. Đúng rồi. Cầm lên được không? Cái con này là nó còn nhỏ đó, cái loại này nó còn bự nữa đó. Sao anh thấy không? Cái con này nó bự dữ rồi. Nhưng mà giờ nó đang chuẩn bị vô mùa ha, chứ cái con này giá trị cao lắm. Ồ, 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 ồ. Ủa cái cây này mà nó đâm chắc cũng. Cái này để nó lái đó. Nó lái của nó. Oh, oh. Ui, bự lên cái mặt mình nữa. Con này to quá ha. Con này trứng nè, nó con này là chủ yếu làm cái trứng đúng thôi. Đúng rồi, mình ăn trứng với ăn thịt. Cái mà trứng. Cái con sao này chủ yếu ăn trứng nè, mình thấy cái đường trứng nè. Ồ, ồ. Coi nó có cái trứng nhâm nhâm mà thấy không? Ồ, ồ. Đó, chỉ có làm cái trứng thôi, ăn cái trứng ăn thịt luôn, thịt vẫn ngon ngon như là thịt con tôm tích luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Để một xíu thì em luộc cái miếng ra. Ồ, thử cái này coi. Rồi thôi xuồng chìm tại bến luôn bà con ơi. Rồi, rồi ở đây nè, ở đây là ngồi trên đây, ngồi ngay trên giống như trên cái nhà bè nha. Trên nhà sàn luôn. Buổi chiều là mấy anh em mà ngồi cái view đó 4-5 người ra rồi đó. À, dạ, đây hả? Dạ dạ không anh. Dạ. Rồi ở đây rồi coi tôi nhìn nè. Còn nữa không? Quá đẹp quá đẹp quá đẹp. Đó con chiếc tắc đang chạy vô kìa. Đua 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 đua. Rồi hồi nấu rồi hãy bỏ vô. Dạ.
Rồi thôi bỏ hết luôn, giờ chuẩn bị vô nhậu. Nhậu xong review nhẹ. Châu Sang, trời ông trời, bạn rất là hiếu khách luôn. Mình coi mới vừa coi livestream xong rồi bạn nhắn chạy qua chơi, qua tham quan ai về bạn chuẩn bị coi như là một cái bữa tiệc. Ta nói là linh đình luôn. Rồi nguyên cái đám ra rồi ngồi xà xuống luôn rồi thấy hải sản. Đặc nguyên biệt là hải sản linh. Nhậu là bao xỉn á. Bao xỉn. Dạ. Chiều là mấy anh em rồi dọn ra đây là 4-5 người. Là... Nhậu này là bao không xỉn. Nhậu mềm môi chơi đỏ rồi tắt đá, ôi tắt đá chạy kìa. Thế là xuồng ghe của bà con là đi về là đây là à là người ta đến, người ta đưa hàng lên đó hả? Đúng rồi, bán à. Mua được. Cực kỳ thú vị. Nói chung là ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi mà không có dịp để mà gặp trực tiếp. Ô leo lên này đi, vòng cũng vui mà. À, đi à tức là anh lấy được không được, trời, dạ. Giỡn hoài. Cái này anh bán. Dạ lội được chứ. Sò hay phải không? À, ô vậy là người ta thấy thông ta mang, mình thu mua ở đây hả? Dạ. Lên vô tiếng mà xuống tới đây nữa rồi. Dạ. Ừ. Dạ lên vô tiếng mà xuống tới đây hả? Ừ. Dạ nhảy từ trên vô tiếng ra đây rồi. Ồ đây nè, có bán gì nè. Thu mua tại chỗ luôn nè, vui không? Hai loại này chung luôn hay là chung chung đây sao? Dạ dạ. À vậy là giờ là anh đi loại anh bắt á hả? Bắt trong vuông á. Rồi xong đó. Rồi xong vuông đó đầy đủ. Ồ cái này mà loại đi loại với mấy anh bị bắt vui ha. Rồi đem cân. Cân. Ừ, rồi vui chưa? Một ký 7 còn 1 ký 4. Quá vui quá vui. Trời ơi nồi cơm kìa. Nồi cơm nhỏ ghê. Trời Thanh Điền. Anh Thanh Điền có cái giọng nằm êm quá kìa. Em xích lên chút xíu đi để cho anh ảnh nằm đây. Sợ nó chân gì? Ừ, có cái giọng trên kia kìa. Chật chật lắm thanh này, đợi. Trên kia có cái giọng rộng lắm kìa. Trời ơi, ú. Món gì nung nhúng? Cua đây rất nhỏ. Trời ơi. Trời con cua này nhỏ ghê ha. Nè đưa lên mặt mình nè. Kiếm có ghế đó, đó anh ngồi thì anh ngồi. Thôi Sang ơi ngồi xuống ơi, chúc anh chào, cảm ơn. À, ở nhà đây không có tính tiền vậy, để lại tiền, để tiền đô lại được rồi. Đây tiền đô này, nhỏ này nhiều lắm nè. Ủa cái món này món gì vậy? À. Cá kèo thiên nhiên luôn. Cá kèo nuôi thôi. Đúng rồi, đúng có rồi. Có tiền cũng không có kèo nuôi nữa. Ôi cái này cá kèo thiên nhiên nè. Ôi ôi ngon quá. Không nhảy đâu, nó đang tê tê, nó đang tê tê rồi. Ồ. Rồi thay mặt đoàn khảo sát giữ lửa làng nghề xin gửi lời cảm ơn đến hai vợ chồng nha. Hai vợ chồng Châu Sang quá phải nói là rất là hào sảng và rất là thân thiện. Ngày hôm nay thật sự tổ chức cái bữa này thật nó hại đoàn tụi tôi ghê. Lẽ ra là hôm nay là chiều nay còn làm việc nhưng mà thôi. Tình hình này chắc là thôi không làm việc được rồi nha bà con. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lát nữa có món gì hay hay nữa mình sẽ quay tiếp mình nối vô nha. Rồi còn giờ xin chào tạm biệt bà con cô bác. Cảm ơn hai vợ chồng anh Châu Sang một lần nữa. Bà con bác mình có đi về đây là gì ta, thị trấn Rạch Gốc. Dạ thị trấn Rạch Gốc, huyện Rạch Hiển, huyện Rạch Hiển, huyện Ngọc Hiển.
thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, ghé ghé thăm chỗ nhà anh Châu Sang. Rất nhiều thủy hải sản tươi, tươi toàn hoàn toàn thiên nhiên. Và mình hy vọng là mình cũng sẽ có điều kiện để mình đưa cái này về quán mình phục vụ cho bà con cô bác. À. Ôi sao nó còn sống hả? Dạ đúng rồi, con mấy con này còn sống hết. Mình gọng nước biển nếu mà có cái. Rồi, ba tía, ba khía này là ba khía sống luôn á. Còn nhảy đốp đốp luôn á. Ở nhà ăn bằng ba khía muối không à. Vỏ nó giòn giòn ăn nhai luôn luôn á. Nói chứ mấy mình ở Việt Nam thấy vậy chứ ở bà con đó, mấy bà con bác mà ở nước ngoài á, mà quê mà có quê ở đây chắc nhớ lắm luôn, nhìn cái cảnh này thiệt á, sao mà chịu nổi. Chấm miếng muối tiêu. Ý ở nhà nhà làm á, còn chịu không nổi thấy không. Ồ, bà kia muối nữa kìa. Trời ơi. Cái này trộn sẵn. Canh cái tô, cái tô bỏ rác. Rồi, ok. Đây có đây đó, cái bà kia muối này. Rồi, ngon chưa. Rồi, vừa rồi là mình nè. Rồi, để mình mở luôn cái con bên này. Đó, mở bên trong nó ra, đó. Bà khía là trên này nó có ba cái khía nè, thấy không bà con? Một, hai, ba. Đó là ba khía. Đó. Mình ăn xong con này lát mình sẽ cho bà ăn, mình sẽ thử cho bà con xem cái món gì ta, cái con chù ụ nữa. Rồi, cái gì mà đập bọt bọt vậy? Đứa nào vậy? Cua này bự lắm, cua. Quá đã, quá đã. Tra tấn quan chút xíu đi. Ừ. Đó, thịt không. Đó, ba khía nhỏ mà thịt không rồi thấy không? Nhưng mà ba khía cỡ này là bự rồi đó. Nhưng ngọt ngọt bìm luôn á. Mình nhai luôn cái vỏ này, tốt có canxi. Rồi ăn ba khía muối, cứ ăn ba khía muối. Nói chung món nào cũng ngon hết. Từ từ thưởng thức anh ơi. Trời ơi cái càng này. Tôi đang thắc mắc coi cái càng này nó bên lên. Nó bên trong nó thịt nó cỡ nào. Phải không? Ờ cái càng này cái thịt nó. Con nó còn nhỏ đó, còn con 1 ký mấy 2 ký. Nhưng mà cái răng mình dặn ký mấy 2 ký vậy thôi. Thôi, mình phải tìm cách. Rồi đặc biệt là đây là đồ thiên nhiên, nó không phải là. Rồi hẹn lát xíu quay lại nha. Từ từ, ok. Đó. Đầy thịt á là nó sẽ không có bị ra nước. Đúng rồi nó không có. Wow. Này người ta gọi là cua đập á. Cua đập là tại vì phải đập nó, cái cua nó bự quá, cái vỏ nó cứng quá. Ôi thịt kìa. Ngon không bà con, hấp dẫn không? Thôi làm lớn làm láo đi, ta đành đi.
À, đây cửa hàng hả? Rồi rồi, có luôn. Wow. Hàng nhiều không? Lay gai từ đây tới chiều vậy đó. Đó, nãy có anh tới cân hàng cân hàng gì ta, sò huyết. Rồi ở đây ăn tại chỗ, cân tại chỗ. Rồi anh chia cho mấy anh, rồi mấy anh em ấy nha. Rồi. Ok. Nhìn nó đẹp quá, không nỡ ăn luôn á. Nè giáo chủ. Tặng giáo chủ. Oh wow. Chấm một miếng muối tiêu. Nó ngọt liệm luôn. Trời ơi. Quá. Xỉu. Bỏ cái vú đi. Ai ăn vú thì ăn, không ăn thì bỏ. Cái này là cái gạch của con bạc kia, con là cua đực. Ủa, cua đực cũng có gạch nữa ta? Đó. Gạch như là gạch giá chứ không phải gạch son. Nếu mà nãy mình bẻ ra. Ồ, hấp dẫn chưa? Giờ dư đạm cũng ăn chứ giờ sao, giờ ngon quá. Trời ơi, giờ sợ good cũng phải ăn nữa, ăn phải tại vì nó very good. Nào nó béo. Béo không? Nó béo mà nó có cái vị bùi bùi mà nhẫn nữa, cái hậu nó nhẫn hay lắm. Đó, cho miếng ớt, muối lên vậy nè. Đó. Nó cua gạch chắc luôn. Đây là cua gạch. Rồi, cái miếng gạch nữa kìa. Cua này, đây là tổ phủ của cua và ba khía. Năm căn. Năm căn Ngọc Hiển là cua là ngon nhất của cả nước. Ôi, có gạch nữa kìa. Ôi, có gạch nữa kìa. Gạch và thịt đầy đủ ha. Ôi mẹ ơi. Còn cái này anh lấy cái muỗng anh múc ra cái nữa là ngay. Thôi, đây rồi, đó. Rồi anh định trình bày cho bà con coi thôi chứ còn bấm cái nút chụp hình cái. Quá đỉnh. Thôi cũng phải làm miếng đi nha. Thử. Cái gì anh con hả lời cái chỗ. Dạ. Cho anh đây. Dạ. Đá nó vậy. Dạ. Quá mặn. Có bùi. Xuất sắc quá. Rồi. Không thể chịu nổi. Nó bèo ra, nó bùi giống như trứng muối à. Ngon không? Đâu có ngon. Không vô hết trơn á. Nó không ra hết trơn á. Nó vô hết rồi, vô hết. Ăn cua. Vô lại đây. Thôi, giờ vô nha.
nè, cho mấy đứa nè. Đó. Rồi, vô, vô. Trời ơi. Quá đỉnh. Ăn đa nó cua đi. Nhìn không cũng đủ ngon, no chứ chưa nói ăn luôn á. Đó, ở chỗ này là người ta đưa tới, người ta cân tại chỗ luôn rồi bà con. Ủa là mình đi, mình lội trong kia mình bắt hai em? Đi từ sáng giờ được như đây hả? Ồ, xong rồi cân bán. Đó, mình thấy mấy cái chiếc tắc ráng chạy là họ đi trong đồng, trong ruộng họ. Nè, ba khía là cúm núm rồi. Con chuột đúng không? Này ba khía nè đúng không? Khía con này chuột nè. Ồ. Quá đã luôn. Trời, những cái cảnh mà chỉ có phải về đây mới được trải nghiệm. Ừ. Mà tôi sống. Rồi lên cân. Yeah, bỏ lên. Wow, vô cân nè. Đó, cân cái cân kia. 8 kg 3. Rồi, chốt đơn. Yeah.